Chào mừng các bạn đến với môn học pháp luật thanh tra khiếu nại và tố cáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương số 4 pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo. Và phần trước các bạn đã được nghiên cứu về phần 1 La Mã, đó là tố cáo, và các bạn cũng đã nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của tố cáo, và chúng ta cũng đã nghiên cứu về người tố cáo, đối tượng tố cáo và người bị tố cáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu nội dung tiếp theo, đó là người giải quyết tố cáo. Người giải quyết tố cáo có một cái vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giải quyết tố cáo. Đây là cái chủ thể áp dụng pháp luật để mà thực hiện cái việc xác định có hay không có tồn tại hành vi vi phạm pháp luật mà người tố cáo đã truyền tải đến đối với cái người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Và như vậy, trước hết là chúng ta sẽ nghiên cứu về người giải quyết tố cáo với cái khái niệm như sau. Và ở nội dung này thì các bạn sẽ phải tham khảo tại khoản 6 điều 2 luật tố cáo năm 2018. Theo đó thì chúng ta lưu ý rằng người tố cáo là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là cái thẩm quyền giải quyết tố cáo được quy định, và chúng ta sẽ nghiên cứu ở nội dung 2 La Mã, đó là giải quyết tố cáo. Ở đây chúng ta lưu ý về cái khái niệm này đã liệt kê là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Có nghĩa là ở đây theo một cái phạm vi rộng, đó là những cái cơ quan, những tổ chức, những cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và xác minh cũng như là ra kết luận giải quyết tố cáo, chúng ta gọi là người giải quyết tố cáo. Và như tôi đã nói, đó là người giải quyết tố cáo có một cái vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tố cáo, là một chủ thể không thể thiếu trong cái quan hệ pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo. Và ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng đối với cái người giải quyết tố cáo thì đương nhiên chúng ta không đề cập đến và không cần thiết đề cập đến cái về năng lực chủ thể của người giải quyết tố cáo để mà tham gia vào có quan hệ pháp luật về giải quyết tố cáo. Bởi lẽ người giải quyết tố cáo là chủ thể có thẩm quyền giải quyết tố cáo, và do vậy đương nhiên họ phải là những cái chủ thể có năng lực hành vi, năng lực pháp luật đầy đủ để mà tham gia vào quan hệ pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến một cái nội dung rất là quan trọng, đó là quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo. Đối với nội dung này thì các bạn nghiên cứu tại điều số 11 của luật tố cáo năm 2018. Người giải quyết tố cáo là chủ thể có thẩm quyền giải quyết tố cáo, theo đó họ được pháp luật trao cho những cái quyền và nghĩa vụ sau đây. Trước hết là chúng ta sẽ nghiên cứu về quyền của người giải quyết tố cáo. Người giải quyết tố cáo có một số cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là yêu cầu người tố cáo đến làm việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến cái nội dung tố cáo, đến với cái hành vi tố cáo. Đây là một cái quyền rất là quan trọng. Bởi lẽ chúng ta thấy rằng là cái việc tố cáo nó xuất hiện, tức là cái quan hệ pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo, nó xuất hiện khi và chỉ khi cái người tố cáo thực hiện cái quyền tố cáo của họ. Và do vậy, để mà người giải quyết tố cáo có cái cơ sở xác minh có hay không có tồn tại cái hành vi vi phạm pháp luật, thì người giải quyết tố cáo có cái quyền, đó là yêu cầu người tố cáo phải đến làm việc, phải hợp tác với cái người giải quyết tố cáo, cung cấp những thông tin tài liệu có liên quan đến nội dung tố cáo, và trên cơ sở đó, đúng không ạ, đảm bảo cho người giải quyết tố cáo có thể thu thập được những cái tài liệu, những chứng cứ liên quan đến cái vụ việc tố cáo, và để có thể kết luận về nội dung tố cáo. Bên cạnh đó thì một cái quyền khác cũng rất quan trọng, đó là người giải quyết tố cáo có quyền yêu cầu người bị tố cáo đến làm việc cung cấp thông tin
và giải trình những nội dung có liên quan đến hành vi mà người bị tố cáo đã bị người tố cáo thực hiện cái quyền tố cáo. Và đương nhiên đây là quyền của người giải quyết tố cáo thì đồng thời cũng là nghĩa vụ của người bị tố cáo. Và như vậy một khi mà người bị tố cáo họ đã bị người tố cáo thực hiện cái việc tố cáo và do vậy thì họ phải có nghĩa vụ đến làm việc tại cái nơi cái cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo, cái người giải quyết tố cáo có thẩm quyền và họ phải cung cấp những cái thông tin liên quan đến những cái nội dung tố cáo. Và đương nhiên là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không được quyền yêu cầu cung cấp những cái thông tin mà không liên quan đến nội dung tố cáo, hoặc là những cái thông tin đó là những thông tin bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng ngoại giao hoặc là những lĩnh vực bí mật khác thì tùy theo cấp độ bí mật mà theo quy định của pháp luật, việc yêu cầu cung cấp thông tin phải được sự đồng ý của các cấp của những người có thẩm quyền. Và người giải quyết tố cáo có một cái quyền thứ ba nữa, đó là quyền yêu cầu đề nghị những cơ quan tổ chức cá nhân khác cung cấp thông tin tài liệu. Và ở đây chúng ta thấy trên một thực tế đó là trong nhiều trường hợp để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo và cái mức độ nghiêm trọng của cái hành vi vi phạm pháp luật nó như thế nào, cái cấu thành vi phạm pháp luật nó có tồn tại hay không, thì không chỉ làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, không chỉ thu thập những thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo từ người tố cáo, người bị tố cáo, mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo còn có quyền đề nghị những cái chủ thể khác họ có những tài liệu, những chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo và họ phải cung cấp để người giải quyết tố cáo thu thập thông tin tài liệu chứng cứ. Và như vậy, bên cạnh cái việc yêu cầu những chủ thể khác cung cấp cho mình những thông tin, tài liệu, chứng cứ để giải quyết tố cáo, thì người giải quyết tố cáo còn có quyền tự mình tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu và áp dụng những cái biện pháp ngăn chặn, chấm dứt cái hành vi vi phạm pháp luật mà bị tố cáo. Ví dụ như là phong tỏa tài khoản, ví dụ như là tạm giữ đồ vật, phương tiện mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo nghi ngờ rằng có căn cứ cho rằng những cái phương tiện đó là cái bằng chứng, những cái phương tiện để mà cái người bị tố cáo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc là những cái tài khoản mà nghi ngờ rằng là những cái khoản tiền trong tài khoản đó có khả năng bị tẩu tán, có khả năng bị sử dụng một cách là trái pháp luật để làm thiệt hại, gây ra thiệt hại đối với lợi ích của nhà nước, của cơ quan, của tổ chức, thì trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo có quyền áp dụng những biện pháp ngăn chặn để mà tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn cho quá trình giải quyết tố cáo, cũng như là tránh được những cái cản trở trong quá trình mà giải quyết tố cáo để đảm bảo việc giải quyết tố cáo nó khách quan, nó công bằng, chính xác và đúng quy định của pháp luật. Và người giải quyết tố cáo có quyền kết luận nội dung tố cáo. Và ở đây chúng ta lưu ý rằng là gì? Cái thẩm quyền về cái việc kết luận nội dung tố cáo chỉ có những cái người theo quy định của luật tố cáo năm 2018 mới có quyền ra kết luận nội dung tố cáo. Kết luận nội dung tố cáo là một cái văn bản khẳng định là có hay không có cái hành vi vi phạm pháp luật và có hay không có cái dấu hiệu tội phạm. Và trong cái trường hợp này, nếu trong trường hợp mà kết luận nội dung tố cáo khẳng định rằng có dấu hiệu tội phạm thì đương nhiên là cái thẩm quyền tiếp theo là sẽ là cái cơ quan điều tra, viện kiểm sát theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Và người giải quyết tố cáo có quyền xử lý, kiến nghị người có thẩm quyền để xử lý kết luận nội dung tố cáo. Ở đây chúng ta phải phân biệt cái quyền xử lý và kiến nghị người có thẩm quyền để xử lý kết luận nội dung tố cáo khác với cái việc là thẩm quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cái người có hành vi vi phạm pháp luật. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo họ có quyền xử lý đối với cái nội dung tố cáo, đối với cái hành vi vi phạm pháp luật trong trường hợp mà pháp luật trao cho họ cái quyền, đúng không ạ?
để mà truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật. Còn trong trường hợp mà họ không có thẩm quyền để mà truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với người có thẩm quyền đối với người có hành vi vi phạm pháp luật, thì người giải quyết tố cáo họ sẽ kiến nghị đối với những người có thẩm quyền để mà truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người có hành vi vi phạm pháp luật. Đó là quyền của người giải quyết tố cáo. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu về nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo. Đồng thời với những cái quyền mà pháp luật trao cho người giải quyết tố cáo, thì người giải quyết tố cáo phải thực hiện những cái nghĩa vụ sau đây. Thứ nhất, đó là phải đảm bảo khách quan, trung thực và đúng pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo. Ở đây chúng ta cũng lưu ý rằng là gì? Đảm bảo khách quan, trung thực và đúng pháp luật trong quá trình giải quyết tố cáo, nó cũng chính là cái nguyên tắc của việc giải quyết tố cáo. Và như vậy, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong quá trình giải quyết tố cáo của mình phải đảm bảo yếu tố khách quan, có nghĩa là nhìn nhận vấn đề ở một cái phương diện hoàn toàn khách quan, không phiến diện, và trung thực trong quá trình giải quyết tố cáo, có nghĩa là không có thêm, không bớt những tình tiết, những chứng cứ mà nó có lợi cho bên tố cáo hoặc bên bị tố cáo. Và trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo phải áp dụng đúng quy định của pháp luật. Cái việc đúng quy định của pháp luật ở đây, chúng ta phải hiểu đó là đúng quy định của luật tố cáo năm 2018, cũng như đúng những cái quy định pháp luật liên quan đến nội dung tố cáo. Chỉ có thể thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ này thì mới đảm bảo là việc giải quyết tố cáo nó đúng đắn, nó khách quan, nó công bằng. Và một cái nghĩa vụ thứ hai của người giải quyết tố cáo đó là áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo. Và đối với những cái biện pháp bảo vệ người tố cáo thì chúng ta sẽ được nghiên cứu ở cái nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo. Và cái việc áp dụng những biện pháp bảo vệ người tố cáo nó có hai cơ sở. Thứ nhất là người tố cáo họ có căn cứ cho rằng họ bị đe dọa, bị trù dập, bị trả thù. Và như vậy thì họ có cái đề nghị để người có thẩm quyền tiến hành các biện pháp để bảo vệ tính mạng, bảo vệ sức khỏe của họ, bảo vệ vị trí công tác của họ, bảo vệ nơi mà họ học tập, bảo vệ những cái quyền mà họ thực hiện với tư cách là công dân tại nơi cư trú. Và đương nhiên không chỉ bảo vệ họ mà còn bảo vệ những người thân của họ theo quy định của luật tố cáo. Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo còn căn cứ vào cái sự chủ động của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo khi xác định vụ việc rằng là người tố cáo họ có nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng, bị sức khỏe, họ có nguy cơ bị trù dập, bị trả thù, thì người giải quyết tố cáo thấy cần thiết áp dụng các biện pháp để bảo vệ thì cần phải thực hiện ngay những biện pháp đó. Và một cái nghĩa vụ rất quan trọng tiếp theo đối với người giải quyết tố cáo đó là không được tiết lộ thông tin về việc giải quyết tố cáo. Ở đây không tiết lộ thông tin về việc giải quyết tố cáo có nghĩa là không tiết lộ với những chủ thể khác không có liên quan đến nội dung tố cáo, đặc biệt là không được tiết lộ thông tin về người tố cáo. Bởi vì trong quá trình giải quyết tố cáo, khi chưa có kết luận về nội dung tố cáo thì người giải quyết tố cáo không được phép tiết lộ những cái thông tin về người tố cáo, để tránh trường hợp người tố cáo có nguy cơ bị đe dọa, bị trù dập, bị trả thù. Đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với người giải quyết tố cáo. Thậm chí là trong trường hợp trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo xác định rằng cái nội dung giải quyết này nó không thuộc thẩm quyền của mình, thì người giải quyết tố cáo chuyển hồ sơ vụ việc sang cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Và người giải quyết tố cáo này
vẫn phải đảm bảo là giữ bí mật thông tin về người người tố cáo. À, và người giải quyết tố cáo phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là đối với trong quá trình giải quyết tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo, có nghĩa là chưa có văn bản chính thức xác định là hành vi bị tố cáo là có vi phạm pháp luật hay không, và như vậy về nguyên tắc suy đoán vô tội, suy đoán không vi phạm pháp luật, nghĩa là chúng ta phải chừng nào chưa có kết luận nội dung tố cáo, có nghĩa là cái hành vi của cái người bị tố cáo chưa được khẳng định là có vi phạm pháp luật, thì người giải quyết tố cáo vẫn phải xem người bị tố cáo là không vi phạm pháp luật, và do vậy những cái quyền, những lợi ích hợp pháp của họ phải được đảm bảo và không được xâm phạm. Và cái nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo tiếp theo đó là thông báo cho người tố cáo, cho người bị tố cáo về việc giải quyết tố cáo. Đối với cái người bị tố cáo thì đương nhiên là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải có cái trách nhiệm thông báo về nội dung mà tố cáo, có nghĩa là thông báo cho người bị tố cáo biết là hành vi của họ bị tố cáo là hành vi gì. Đương nhiên không thông báo cho cái người bị tố cáo biết là ai tố cáo họ, và kết luận nội dung tố cáo cũng vậy, cũng thông báo cho người bị tố cáo biết rằng là hành vi của họ có vi phạm pháp luật hay không. Và đối với cái người tố cáo thì người giải quyết tố cáo cũng phải có trách nhiệm, cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho người tố cáo về trong quá trình giải quyết tố cáo, cái tiến trình giải quyết tố cáo và kết luận nội dung tố cáo. Đây là một cái nội dung mà nó hoàn toàn mới so với cái quy định pháp luật trước đây. Trước đây thì theo quy định của pháp luật thì người giải quyết tố cáo chỉ thông báo cho người tố cáo khi người tố cáo có yêu cầu. Còn bây giờ theo quy định của luật tố cáo 2018, đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Và người giải quyết tố cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo. Trong trường hợp kết luận cố ý trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ của cái việc kết luận trái pháp luật này thì người giải quyết tố cáo phải chịu trách nhiệm, có thể là bị kỷ luật, có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và một cái nghĩa vụ tiếp theo là người giải quyết tố cáo bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do cái hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra. Ở trong trường hợp mà giải quyết tố cáo gây ra thiệt hại cho bản thân của người tố cáo, hoặc gây ra thiệt hại cho bản thân cái người bị tố cáo hoặc một cái bên thứ ba, thì người giải quyết tố cáo phải có trách nhiệm bồi hoàn do cái những cái hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra. Và như vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong về cái quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo.